Đây là Walk and Talk đi cùng thương hiệu. Tôi Trần Hà Minh Quân, viện trưởng ISB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về thương hiệu thì ai cũng biết đó là một chủ đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, và đặc biệt là sự thành công của thương hiệu Việt trên thị trường thế giới vẫn còn rất là hạn chế. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt đồng hành với một cái chủ đề rất đặc biệt: xuất khẩu thương hiệu, mô hình kinh doanh. Và người bạn đồng hành với tôi là chị Nguyễn Phi Vân, người vừa bay một vòng trái đất để tham dự rất nhiều sự kiện quốc tế. Và ngày hôm nay chị Vân đã có mặt ở Việt Nam và cùng đồng hành với cái buổi talk ngày hôm nay. Chị khỏe không? Chị khỏe. Chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Phi Vân và là chủ tịch của Hiệp hội Đầu tư Thiên thần Đông Nam Á, cũng là chủ tịch của Go Global Group. Sao em khỏe ha? Em khỏe. Thấy chị post trên Facebook những cái bức hình rất là tự hào là người Việt Nam trong một cái diễn đàn quốc tế nói về những cái chủ đề hỗ trợ các startup Việt trong cái thời kỳ rất là thay đổi và nhiều áp lực. Thì trong cái chuyến đi vừa rồi nó có điều gì thú vị không chị Vân? Cái thú vị nhất mà chị thấy là sau Covid tự nhiên mọi người cái năng lượng nó rất là cao. Cho nên là tất cả mọi người đều có những cái event, tổ chức những event rất là lớn để mà gặp mặt nhau, từ những cái nước Đông Nam Á cho đến là tất cả những cái khu vực khác trên thế giới, và gặp lại bạn bè mà ở một cái năng lượng cao và vui như vậy á, thì mình thấy là mình có cái động lực để mà mình thúc đẩy cho mình làm kinh doanh tốt hơn. Với lại cũng thấy là rất là nhiều các bạn doanh nghiệp vừa và nhỏ và các bạn startup á, là rất là năng động để mà đi đến những cái nơi như vậy để gặp gỡ các nhà đầu tư, gặp gỡ những cái đối tác. Thì chị cảm thấy là sau một số năm mà mình phải bị nhốt ở trong nhà thì đây là cái năng lượng mà mình cần để mà tái tạo lại. Và như chị nói đó, em thấy rất là nhiều cái doanh nghiệp trẻ hiện nay đang nỗ lực để vươn lên. Tuy nhiên đâu đó nó vẫn còn rất là thiếu vắng những cái thương hiệu Việt trên thị trường thế giới. Thì thực sự theo chị thì như em thấy đó, ví dụ như ngày xưa là chúng ta tìm mọi cách để xuất khẩu, chúng ta đã có được một cái vị thế trong thị trường xuất khẩu thế giới. Tuy nhiên nó vẫn còn đâu đó, cái giá trị mà chúng ta xuất khẩu nó còn thấp. Thì theo chị, cái tiềm năng của cái xuất khẩu thương hiệu Việt và với khái niệm này thì chị nghĩ như thế nào? Từ lần ta trở về thì chị xuống chị coi cái một cái bạn trẻ ở dưới đó, thật ra bạn chỉ làm giày chạy thôi. Nhưng mà giày chạy của thế kỷ 21 là bạn gắn con chip vô trong cái giày á. Bạn nói nó lên web 3, nói với mình blockchain, thì khi mà em đi hay là em chạy và nó định danh, tức là nó có cái tên của chính xác em trên cái con chip đó. Nó định danh như vậy, cho nên khi em chạy hay là làm gì á là tất cả những cái thông tin đó nó sẽ lưu lên trên cái tài khoản của em trên web 3 hết. Có nghĩa là về bản thân sản phẩm là cũng phải thay đổi để nó tăng cái trải nghiệm. Đúng nó rồi. Tăng cái giá trị. Và với cái cách làm như vậy thì mình mới có cái cơ hội, xong rồi bạn làm xong cái product xong thì giờ bạn mở ra thành một cái retail. Và mình xuất cho bạn là sau này mình sẽ xuất cái retail đó. Với cái khái niệm xuất khẩu thương hiệu thì chị Vân thấy nó như thế nào? Quân đang nói vô một cái mà chị gọi là nỗi đau của chị đối với lại tất cả các thương hiệu á. Thực ra trên thế giới là người ta rất là chú tâm vô việc làm sao không có xuất khẩu sản phẩm nữa, mà mình xuất khẩu thương hiệu và mô hình. Khi mình xuất khẩu thương hiệu và mô hình như vậy á, là nó sẽ về mặt giá trị nó sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Thứ nhất, thứ hai nữa là người ta không phải chỉ dừng lại ở chuyện là người ta mua cái sản phẩm của mình, mà người ta còn phải trả tiền để có thể sử dụng cái thương hiệu của mình nữa. Cho nên là cái cách mà mình xuất khẩu thương hiệu của mô hình như vậy thì nó tăng cái giá trị cho tất cả các cái doanh nghiệp, thì sẽ có thể xây dựng được cái mô hình và cái thương hiệu vững chắc, để từ đó mình xuất khẩu mô hình thương hiệu, chứ mình không dừng lại ở chuyện xuất khẩu nguyên liệu thô hay là mình xuất khẩu hàng hóa nữa. Phải chăng nó cũng chỉ ví dụ như là thay vì xuất một cái sản phẩm cà phê ngày xưa là hoàn toàn không có thương hiệu, chỉ có cà phê Việt Nam, sau đó là cà phê Trung Nguyên, thì bây giờ thế nào là xuất khẩu một cái mô hình cà phê chị? Như là mình thấy ha, Việt Nam mình thì toàn là xuất thô thôi, hạt cà phê xanh rồi hạt cà phê rang là nhiều lắm, nhiều khi là đến cà phê gói là hết đúng không? Nhưng mà ở trên thế giới thì quân sẽ thấy là người ta toàn là xuất khẩu là thương hiệu Starbucks hay là thương hiệu Coffee Bean hay là thương hiệu Old Town White Coffee là một thương hiệu của Malaysia. Nó cũng chỉ là một thương hiệu của Malaysia và nó là một cái cách mà người ta uống cà phê ở bản địa của Malaysia thôi. Nhưng mà khi người ta xây dựng thành cái mô hình như vậy á, thì người ta bây giờ đã xuất khẩu nó đi rất là nhiều nước trên thế giới rồi, với một cái giá trị thật như rất là lớn.
thì cái đó thì mình thấy là từ hạt cà phê cũng làm được mô hình, từ hạt gạo cũng làm được mô hình, từ cái chuyện là ngoài việc những cái sản phẩm nông sản ra thì may mặc của Việt Nam là giày da nè, thì tất cả người ta đều xuất mô hình hết, chứ người ta không có xuất sản phẩm đó. Tức là ngoài cái tiền mình bán được cái sản phẩm đó thì họ phải trả tiền cái thương hiệu của cái mô hình của đúng mình rồi. bản thân là khi set up thiết kế hệ thống đó thì họ phải mua tất cả. Và quan trọng hơn nữa là gần như cái tài sản trí tuệ được đối tác nước ngoài trả. Và đúng em nghĩ rằng cái cách làm như vậy đúng là nó nâng cái tầm của doanh nghiệp lên một cái mức rất là khác. Đúng rồi. Và đây là một cái điều mà em nghĩ rằng nó rất là giá trị. Chính xác, là cái giá trị cộng thêm chính là cái giá trị ở đây của mình nè. Là từ một cái sản phẩm, một cái nguyên vật liệu như vậy, mình làm sao để mình biến nó thành giá trị của nó nâng lên gấp 100 lần như thế. Rồi á, là khi mình xuất đi á, thì đương nhiên người ta sẽ, vì người ta trả tiền mua cái thương hiệu cho mình, cho nên là đương nhiên là người ta sẽ phải mua sản phẩm của mình. Và sản phẩm nó đi theo cái đường như vậy thì cái giá trị của nó tăng lên rất là cao. Chị Vân đi rất là nhiều nơi thế giới thì em vẫn thấy rằng cái sự vắng mặt các thương hiệu Việt trên những cái khu thương mại cũng như sự xuất hiện ở cái, ngay cả bản thân những cái quốc gia phát triển, như em thấy những cái thương hiệu của Indo như gà rán Nado cho tới bản thân Jollibee của Philippines và rất là nhiều cái thương hiệu của các quốc gia Đông Nam Á. Chị có cùng quan điểm hay gì không? Chị cũng thấy như vậy á, và chị rất là mong là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình, sẽ có cái tư duy và cách suy nghĩ khác đi, để mình không có dừng lại ở chuyện tập trung vô sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nữa, mà mình sẽ cộng thêm cái giá trị về trí tuệ của mình vào trong đó, tạo ra những cái mô hình để mình có thể xuất khẩu mô hình và thương hiệu và vươn ra biển lớn. Thì em nghĩ chị em mình sẽ cùng cà phê và trò chuyện. Sáng nay hai chị em mình đi bộ một vòng rồi, thưởng thức tô bún bò Việt Nam. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói về câu chuyện xuất khẩu thương hiệu Việt. Thì chị Vân đã có một cái cảm xúc, một cái suy nghĩ nào khi thấy cái thương hiệu mình ở các nước không chị? Cái đó phải nói là sao ta? Nó là cái điểm chạm cảm xúc á, trên cái hành trình đi khắp nơi trên thế giới, là mình cứ thấy người Việt Nam, mình cứ thấy thương hiệu Việt Nam thì mình có cảm giác như là mình được quay trở về với lại đất nước của mình. Em cũng cùng cảm nhận như chị đó. Tuy nhiên cái thương hiệu Việt nó, em thấy nó chưa có xứng tầm với cái vị thế của nền kinh tế Việt Nam. Và bản thân đối với chúng ta cũng cảm thấy rằng cần phải nâng tầm nó lên. Giống như cái ý tưởng chị Vân có chia sẻ, làm sao cái thương hiệu Việt bay xa, bay cao, tỏa sáng và vươn lên tầm thế giới. Thì quay trở lại cái câu hỏi mà em cũng rất là trăn trở trong buổi sáng khi nói chuyện với chị á, là xuất khẩu mô hình kinh doanh, xuất khẩu thương hiệu thực sự khó hay dễ? Nếu mà hỏi khó hay dễ thì chị sẽ nói là nó rất khó nhưng nó rất dễ. Rất khó có nghĩa là mình phải xây dựng cho nó bài bản, mình phải sử dụng cái khả năng của mình để mình có thể xây dựng nó từ là một cái nguyên vật liệu thô, giống như chị nói là câu chuyện là con gà, đúng không? Mình nuôi gà ở Việt Nam, mình nuôi gà rất là nhiều, nhưng mà con gà thì nó ra là gà tươi thì nó phải tiến hóa trên cái chuỗi giá trị đó, nó thành là những cái sản phẩm chế biến từ gà, nó thành là những cái sản phẩm tiện lợi có thể sử dụng ngay từ gà, nó trở thành là những cái giải pháp để người ta có thể có một bữa ăn về gà tại nhà chẳng hạn như vậy. Và cái tiến hóa cuối cùng trong cái chuỗi giá trị đó thì nó sẽ là làm sao để có một cái mô hình để có thể phục vụ tới tay người tiêu dùng ngay lập tức. Và nếu mình hiểu được điều đó thì mình có thể xây dựng để mình qua từng cái bước, qua cả cái bước về sản xuất để mình đi tới được cái bước về giải pháp, chứ không dừng lại ở chuyện sản xuất ra sản phẩm hay là nguyên vật liệu. Thì cái đó nó khó, tại vì nó cần tư duy, nó cần đầu tư, nó cần bài bản, nó cần chuyên nghiệp. Nhưng nó rất dễ, bởi vì nếu mình có tư duy đó ngày hôm nay á, thì ngay lập tức các bạn có thể xây dựng cho mình một cái mô hình với một doanh nghiệp vừa và nhỏ có cái tiềm năng về kinh tế cũng như là cái nguồn lực nó hạn chế, thì hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc xây dựng luôn cái mô hình để làm sao á mà mình có thể xuất khẩu cái mô hình đó đi. Thì chị có nói với lại Quân một lần á, là đôi khi á là mình không có cần phải sở hữu một cái đất bất động sản nào cả, hay một cái cửa hàng nào cả, hay là nhà máy nào cả. Và có rất nhiều thương hiệu trên thế giới, ví dụ như mình nói là thương hiệu của Singapore hay là Malaysia, thì họ làm rất tốt, là họ xây thương hiệu xong, họ xây mô hình xong,
thì họ bán tất cả những cái tài sản còn lại của mình và họ chỉ sử dụng thương hiệu của mình để xuất khẩu ra thế giới mà thôi. Và như vậy thì tất cả mọi người trên thế giới lúc đó lại phải đi mua cái thương hiệu của họ để sử dụng, trả tiền cho cái thương hiệu đó sử dụng một năm hay là 5 năm mà trả 500 ngàn đô, 1 triệu đô chỉ để sử dụng cái thương hiệu thôi. Rồi sau đó đó là phải mua toàn bộ các cái sản phẩm và nguyên vật liệu từ cái thương hiệu đó để mà có thể kinh doanh. Thì các bạn nghĩ đi, khi mình xuất khẩu như vậy thì mình sẽ xuất khẩu được cả thương hiệu, cả mô hình và cả tất cả những cái nguyên vật liệu hay là sản phẩm mà chúng ta có thể bán được trong cái mô hình đó. Thì đó là một cách xuất khẩu gọi là siêu hạng. Chị nghĩ là như vậy. Nhưng mà như vậy quay trở lại vẫn thấy nè là nếu chị bắt đầu từ sản xuất, như là nuôi con gà lên, làm sao mình làm sạch rồi mình dán cái thương hiệu để mình đưa vô các siêu thị. Đó là cái tư duy mà rất là nhiều người làm. Chính xác. Còn như chị nói bây giờ là phải think out of the box, phải nghĩ ngay tới cái chuyện là ngay từ đầu nó phải là một cái mô hình bán lẻ hoặc là một cái loại sản phẩm đặc biệt, ví dụ như là cái nhà hàng gà nướng lu hay gì đó. Và như vậy thì cái khó khăn, cái thử thách nào để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực này của các doanh nghiệp Việt Nam? Thử thách thì chị Phi Vân nghĩ là đầu tiên hết là thử thách về tư duy. Nghĩa là nếu mình không nhận thức được là nó có một cái cách để mình có thể bán cái mà một cũng là một cái sản phẩm đó mình sản xuất ra, nhưng mình phải bán với giá gấp 100 lần. Đúng không? Thay vì là hạt cà phê xanh thì bây giờ mình bán cái ly cà phê đã chế biến ngon nhất có thể trong một cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất có thể, và mình bán với giá một gấp 100 lần so với lại cái hạt cà phê. Tức là mình phải đặt cái đầu bài ngay từ đầu. Có nghĩa là thay vì là chỉ có tăng thêm 10%, 20% do thương hiệu thì gần như bây giờ tăng gấp 10 lần. Đúng rồi. Làm sao anh giải cái bài toán là doanh thu có được từ cái hạt cà phê đó tăng gấp 10 lần? Hay quá. Thì bất kỳ sản phẩm nào, hạt cà phê hay hạt gạo hay là sợi phở hay là con gà hay là con cá đều là như vậy hết. Có nghĩa là bây giờ khi nói tới xây dựng thương hiệu thì không chỉ xây dựng thương hiệu cho người tiêu dùng, mà bây giờ nó còn có thêm một cái việc nữa là chúng ta xây dựng thương hiệu cho nhiều cái nhóm khách hàng khác nhau. Thì với cái góc này thì chị Phi Vân có một cái gợi ý gì để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể, thứ nhất làm sao sáng tạo ra mô hình kinh doanh mới, và thứ hai trong quá trình phát triển thương hiệu đó đối với nhiều cái đối tượng khác nhau thì có những cái đề nghị gì? Có ba cái điều mà Phi Vân nghĩ là mọi người cần phải hết sức lưu ý khi mà mọi người xây dựng thương hiệu với lại mô hình. Đầu tiên hết á là cái uy tín của cái thương hiệu đó. Uy tín có nghĩa là khi mà người ta bắt đầu muốn mua hay là muốn cộng tác để mà làm thương hiệu với mình á, thì cái chuyện đầu tiên người ta sẽ search xem là cái công ty, cái thương hiệu này hồi đó tới giờ nó có phốt gì không, nó có trả thuế không, nó có bao giờ làm cái gì gian dối đối với lại người tiêu dùng hay là đối với nhà đầu tư không. Thì cái chuyện cái uy tín của cái thương hiệu đó nó cực kỳ quan trọng. Thì đầu tiên hết là các bạn phải suy nghĩ đến chuyện là mình làm việc á, mình làm thương hiệu mình phải làm bền vững. Mình làm nó có thể sống được cả trăm năm chứ nó không phải là mình lùa gà. Cái thứ hai á là cái uy tín và cái giá trị của chính cái người founder, cái nhà sáng lập của cái thương hiệu đó. Bởi vì là người ta cũng sẽ bắt đầu người ta đi tìm hiểu xem bà Nguyễn Phi Vân này đứng tên cái thương hiệu đó hồi đó tới giờ bà có làm cái gì không có giữ uy tín hay không. Thì người ta sẽ rất quan trọng cái thương hiệu cá nhân của cái nhà sáng lập của cái thương hiệu đó, là cái thứ hai mà các bạn cần phải hết sức lưu ý. Cái thứ ba Phi Vân nghĩ đó là vấn đề về mô hình, thì nó phải có cái hiệu quả về tài chính. Tức là khi mình làm mô hình đó các bạn, là mình phải thực sự là mình làm cái analysis, tức là mình phân tích xem là với cái mô hình như vậy thì nó mang lại cái lợi ích về tài chính cho nhà đầu tư như thế nào. Và nếu như mà mình bán cái thương hiệu này cho người ta để người ta sử dụng trong vòng bao nhiêu đó năm, thì với những cái chi phí mà mình cộng thêm vào trong cái mô hình đó thì người ta có lãi hay không. Và mình phải make sure, mình phải chắc chắn là khi mà mình xuất khẩu mô hình và thương hiệu thì cái nhà đầu tư đó người ta sẽ phát triển kinh doanh bền vững nữa. Nhưng quay trở lại cái điểm này là một cái điểm em cũng trăn trở. Ví dụ như một cái doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển lâu năm rồi, thành công rồi cả về sản phẩm, thương hiệu, mô hình kinh doanh, nhưng mà bây giờ khi được đem ra nước ngoài thì nó lại bị có rất là nhiều cái khó khăn. Ví dụ như là cái tên thương hiệu nó địa phương quá, hoặc là cái mô hình kinh doanh đó nó mang cái màu sắc nó khá truyền thống. Thì trong trường hợp đó thì đối với các cái doanh nghiệp ở giữa đoạn đường như vậy đó, thì chị Vân nghĩ coi để làm sao có thể xuất khẩu được mô hình cũng như là xuất khẩu được thương hiệu.
trong cái chuỗi giá trị của mình á, thì khi mình xây dựng kiến trúc thương hiệu, mình hoàn toàn có thể có những thương hiệu khác nhau. Thương hiệu về sản phẩm, thương hiệu về giải pháp, thương hiệu về mô hình. Cho nên nó ví dụ như là một cái doanh nghiệp mà đã phát triển nhiều năm tại Việt Nam thì hoàn toàn các bạn phải nghĩ là trong cái chuỗi giá trị này tôi sẽ xây dựng ở từng đoạn những cái loại sản phẩm hay thương hiệu nào để tôi đưa ra thị trường. Nếu như mình có tư duy ngay từ đầu thì nó quá dễ, vì mình sẽ biết cách để mình chuẩn bị cái kiến trúc thương hiệu này. Còn nếu mình đang ở giữa đường và mình đang gặp khó khăn trong cái việc là làm sao để đưa cái thương hiệu này ra quốc tế mà người ta có thể nhận biết được, người ta đọc được, thì lúc đó mình hoàn toàn có thể sửa cái kiến trúc thương hiệu để mình tạo ra một cái mô hình và một cái thương hiệu mới cho cái mô hình đó dưới cái cây dù của cái thương hiệu corporate, tức là thương hiệu tập đoàn. Thì như vậy cũng hoàn toàn có thể đưa cái thương hiệu của mình ra quốc tế được mà không có gặp vấn đề gì. Với cái tình hình của các doanh nghiệp Việt thì cái việc mà xây dựng những cái mô hình kinh doanh mới cũng như cái khả năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế thì theo chị Phi Vân là nó như thế nào? Và thứ hai, cụ thể chị có thể có những cái đề xuất, ví dụ như với con mắt của chị hiện nay, những cái mảng nào hoặc là những cái lĩnh vực nào mà chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu và xây dựng để hy vọng một ngày sớm trong tương lai gần là có những cái thương hiệu Việt với những cái mô hình kinh doanh sáng tạo. Thật ra là cái điểm sáng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam là chính vì doanh nghiệp vừa và nhỏ nguồn lực hạn chế, cho nên cái chuyện xuất khẩu thương hiệu và mô hình nó là một cái giải pháp cực kỳ hiệu quả để mà phát triển. Tất cả những cái thương hiệu mà đã xuất khẩu theo kiểu thương hiệu và mô hình trên thế giới, tất cả đều xuất phát từ doanh nghiệp vừa và nhỏ mà ra. Ngay cả những ông lớn mà mình thấy bây giờ, Starbucks hay là McDonald's hay KFC, đều là doanh nghiệp siêu nhỏ mà ra hết. Nhưng vì người ta biết cách để mà người ta thiết kế nó thành một cái mô hình, cho nên người ta nhân rộng rất là nhanh và người ta xuất khẩu nó đi rất là nhanh. Thì có đó là một cái cách để mà gọi là scale up, một cái cách để mà tăng tốc và phát triển thị trường quốc tế, go global dễ dàng nhất có thể. Đó, thành ra đó là điểm sáng. Còn bây giờ để có thể làm được điều đó thì cái khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam là gì? Là nếu mình muốn xuất khẩu một thương hiệu và mô hình thì mình phải đóng gói nó rất là bài bản. Mà doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam mình thì thiếu cái gì? Nhiều khi thiếu kiến thức, nhiều khi thiếu kỹ năng, nhiều khi làm rất tốt chuyện sản xuất nhưng mà không biết làm dịch vụ, không biết xây mô hình, không biết nghĩ đến chuyện là mình có thể bán một cái thương hiệu thì mình bán như thế nào, mình đóng gói ra làm sao. Thành ra cái khả năng về thiết kế và xây dựng mô hình và thương hiệu của mình nó hơi yếu. À, thì nếu như mà mọi người có được cái nhận thức này và mọi người được hỗ trợ bằng cách nào đó, ví dụ như ở các nước khác thì là chính phủ hỗ trợ trong các chương trình, hay là nó có một cái công ty chuyên về làm về tăng tốc giúp cho các bạn đóng gói lại mô hình để xuất khẩu đi, thì các bạn sẽ làm rất là tốt. Nhưng mà cụ thể chẳng hạn trong các cái lĩnh vực nào chị thấy? Ví dụ em nói chẳng hạn trong lĩnh vực của em, trong lĩnh vực giáo dục thì chị nghĩ là nó có thể có những cái đã có những cái mô hình nào mà có thể xuất khẩu được và có những thương hiệu là thành công, giống như chẳng hạn những lĩnh vực rất là phổ biến như là bán lẻ, như là nông nghiệp, và cụ thể cái những cái mảng rất là hiện đại như là công nghệ, liệu chăng rằng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn có cơ hội đưa ra những cái mô hình mà có thể thuyết phục được các người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư ở nước ngoài? Đây là có thể nói là cái điểm chạm diệu kỳ của cái chuyện xuất khẩu thương hiệu mô hình nè, là mình ở trong ngành nào mình cũng có thể xây dựng được thành mô hình và thương hiệu để xuất khẩu cả, và nó không có cản ngành. Giờ nói ví dụ đi ha, ví dụ Việt Nam mình nông nghiệp đang là cái ngành mà rất là trọng điểm, thì bất kỳ cái gì bạn đang làm trong nông nghiệp thì tất cả những cái đó nó chỉ là nguyên vật liệu ở cái đầu tiên của chuỗi giá trị thôi. Hoàn toàn bạn có thể thiết kế để đẩy nó thành sản phẩm, sau đó bạn biến nó thành giải pháp, sau đó bạn biến nó thành một cái mô hình để mà phục vụ cho người tiêu dùng đầu cuối. Thì cái cách mà chúng ta xuất khẩu mô hình và thương hiệu thật ra nó chỉ là một cách để scale up, tức là một cách để tăng tốc và đưa thương hiệu của mình go global mà thôi. À, cho nên là nếu mình hiểu được cái cách làm thì mình ngành gì cũng được, công ty siêu nhỏ, nhỏ vừa cũng được, công ty lớn cũng được, một cá nhân đang khởi nghiệp cũng được, đều có thể sử dụng cái cách này. Vậy em có thể tóm tắt lại một câu rất là đơn giản: xuất khẩu mô hình và thương hiệu đó là giải pháp để chúng ta có thể go global, có thể tăng tốc, và quan trọng hơn nữa đó là giải pháp cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt ở những giai đoạn rất là mới khởi nghiệp,
Tuy nhiên vào những lĩnh vực mà cái sự tồn tại nó quá lâu thì chỉ có cái sự sáng tạo với những mô hình kinh doanh mới và một cái sự đầu tư đúng mức để có được một thương hiệu để những cái doanh nghiệp nhỏ cộng hưởng lại trở thành một cái chuỗi và cuối cùng trở thành một thương hiệu thành công. Và để rõ hơn thì em lại muốn đi sâu hơn nữa. Ví dụ như bây giờ làm sao để cái việc này nó diễn ra nó nhanh hơn, để cái ước mơ của chị em mình nó sẽ thấy trong tương lai ngắn. Đứng ở góc cạnh là năng lực xây dựng thương hiệu thì chị thấy những điểm giới hạn nào của doanh nghiệp Việt mà cần cải tiến để có thể có được một cái thương hiệu đi kèm với một cái mô hình kinh doanh để từ đó chúng ta có thể xuất khẩu được? Dạ, Quân hỏi câu đó, đó là đúng ra nó là 3 năm làm tư vấn cho một doanh nghiệp đó, nó vô một cái khâu đó. Tại vì xây dựng một cái thương hiệu, một cái mô hình thì nó đòi hỏi cái thời gian và nó đòi hỏi cái sự nỗ lực cũng như là sự tập trung. Thì Phi Vân nghĩ là mình không có làm cái gì mình làm một mình được hết. Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam thiếu rất nhiều kiến thức, kỹ năng và khả năng để có thể đóng gói và thiết kế mô hình, thì các bạn phải làm cùng. Nghĩa là bây giờ trong cái thế giới này là chúng ta là không phải một nhà sáng lập mà phải là ba nhà sáng lập hoặc là bốn nhà sáng lập, mỗi người với một cái gốc chuyên môn khác nhau thì cộng lại nó mới mạnh được. Tại vì mình sẽ làm rất tốt về sản phẩm chẳng hạn như vậy, và hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam làm rất tốt khâu sản phẩm và khâu sản xuất, nhưng mà tới đó thôi. Vậy thì phải có cái người mà người có cái khả năng để người ta thiết kế mô hình và thương hiệu để làm cùng với mình. Phải có cái người có khả năng đi bán được cái thương hiệu và mô hình đó trên toàn thế giới. Phải có cái người làm tài chính rất là tốt để có thể giúp đỡ mình trong việc là phân tích tài chính như thế nào cho mô hình đó nó phát triển bền vững. Thì các bạn nên là cái cách tốt nhất và dễ nhất, ngắn nhất để mà doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể làm tốt cái việc thiết kế và xuất khẩu được mô hình và thương hiệu, đó là các bạn phải làm cùng thành một cái nhóm nhà sáng lập, chứ các bạn đừng nên làm một mình thì cái sự tăng tốc nó sẽ rất là lâu. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là vì cái hạn chế của mình về mặt kiến thức cũng như là khả năng cũng như là quan hệ hợp tác quốc tế, cho nên cái người founder, cái nhà sáng lập và cái người chủ sở hữu của cái thương hiệu đó rất cần phải nâng cấp bản thân mình lên. Phi Vân hay nói là nếu bạn không scale up bản thân, bạn không scale up được doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn lớn, doanh nghiệp muốn go global thì cái người sáng lập phải là người có tư duy global, phải là người có khả năng để đưa nó đi global, phải là người có khả năng đứng trước những nhà đầu tư ở quốc tế để nói về câu chuyện của mình một cách rất là tự tin và một cách rất là sẵn sàng để có thể mang cái thương hiệu của mình đi đến một cái quốc gia khác chẳng hạn như vậy. Thì đó là hai cái gốc mà Phi Vân nghĩ là mọi người nên hết sức chú ý để làm cho nó được nhanh hơn. Còn cái chuyện là làm cái này, cái khó nhất đối với các bạn nó sẽ là cái gì, thì Phi Vân nghĩ là nằm ở tư duy thôi. Tại vì khi tư duy mà chúng ta đã gọi là nhấn được cái nút on rồi á, on một cái á, thì mình sẽ có một vạn cách làm khác nhau. Cái cách mà scale up bằng việc xuất khẩu mô hình và thương hiệu, nó là một cái cách mà người ta hay nói là nó đã thành công trong vòng 100 năm qua. Tức là quá nhiều thương hiệu và doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ đã sử dụng nó để đưa đi quốc tế. Cho nên nếu người ta đã làm điều đó và chứng minh được là nó đã thành công trong vòng 100 năm qua, thì không có việc gì mà doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam không sử dụng để mà rút ngắn cái con đường của mình đi đến cái thị trường quốc tế cả. Thì Phi Vân nghĩ đó là cái mà Phi Vân thực sự mong muốn là sau cái buổi này là các bạn sẽ hừng hực khí thế để các bạn làm cái chuyện này, để chúng ta có thêm nhiều thương hiệu đi ra quốc tế. Hay quá. Nhưng mà em lại có một cái góc nhìn nó hơi khác một chút. Dạ. Em lấy ví dụ như là nếu nhìn lại cái vision của các doanh nghiệp khởi nghiệp, thì thấy các bạn trẻ hiện nay dream big ha. Có nghĩa là các bạn có thể là cũng đâu đó ý thức được cái hiệu quả của cái dạng sử dụng mô hình kinh doanh để scale up. Nên hiện nay các bạn bắt đầu một cái doanh nghiệp mới, hoặc là các bạn để có thể thuyết phục nhà đầu tư, ngay từ đầu các bạn đã nghĩ cái thứ nó khá lớn. Nhưng mà bù lại rất là những nhà đầu tư á, dùng cái từ là các bạn, một là các bạn hơi crazy quá, các bạn ngáo giá quá, các bạn đặt ra những cái bài toán mà nó không có thực tế. Thì làm sao để các bạn trẻ vừa có thể có được một cái vision, cũng như là thấy được cái giá trị của cái mô hình kinh doanh và cái xuất khẩu thương hiệu? Quân hỏi câu đó là nó sẽ chạm tới nỗi lòng của chị nè. Tối hôm qua là chị vừa mới từ Cần Thơ trở về, thì em biết là chị dành buổi sáng từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối chị để làm một chuyện thôi, đó là làm lên kế hoạch
2023 cho một trong những cái doanh nghiệp mà chị đã đầu tư vào với cái giấc mơ của các bạn là Go Global. Muốn Go Global không phải là mình nói hôm nay xong ngày mai mình được mang cái thương hiệu mình đi bán được, mà mình vừa phải promote, mình vừa phải đi xúc tiến cái thương hiệu đó ở bên ngoài, mình vừa phải ở trong nhà đó, mình phải xây dựng cái nền tảng cho cái thương hiệu đó nó được phát triển vững bền. Thì các bạn doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình bị một cái vấn đề là luôn luôn á, hồi đó tới giờ các bạn chạy theo bán hàng, các bạn chạy theo sản xuất, thì các bạn sẽ có rất là nhiều khâu mà các bạn không tốt, tài chính không tốt, hoặc là marketing không tốt, branding không tốt, hoặc là mình nói là về chuỗi cung ứng chưa có suy nghĩ được là chuỗi cung ứng như thế nào là tối ưu hóa và hiệu quả nhất có thể. Cho nên á, là để một cái thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mà có thể xuất khẩu được mô hình và thương hiệu của mình đi quốc tế, thì các bạn phải làm hai chuyện song song. Một là các bạn phải nâng cấp mình lên để đi bán mình ở ngoài quốc tế. Hai là trong một cùng một lúc đó ở trong nhà là mình phải restructure lại, mình phải tái cấu trúc lại, mình phải xây dựng nền tảng lại, mình phải làm cho cái khả năng của mình nó tăng lên, cái sức mạnh của mình nó tăng lên gấp 100 lần. Khi sức mạnh của mình tăng lên gấp 100 lần thì mình mới đi bán được ở ngoài quốc tế với cái mức giá gấp 100 lần so với bình thường được. Thì hai cái đó, chuyện đó phải đi làm song song. Như hiện nay chẳng hạn đi, trong cái portfolio đầu tư của chị thì có tới 20+ công ty tại Việt Nam. Mà Quân biết đó là mỗi một công ty là một cái hoàn cảnh khác nhau, một cái tình huống khác nhau. Trong đó F&B về ẩm thực rất là nhiều của Việt Nam, rồi dịch vụ, giáo dục cũng có, rồi bán lẻ cũng có. Thì mỗi nhà một hoàn cảnh và mỗi nhà đều phải xây dựng cái nền tảng một cách rất là khác nhau. Trong cái năm vừa rồi á, thì ví dụ như trong năm vừa rồi thì chị đã đưa được 3 bạn đi ra để trình làng với quốc tế. Là chị Phi Vân nói là trình làng nha, trình làng xong là các bạn mặt mày xanh dờn hết trơn luôn á, tại vì lần đầu tiên đi ra gặp nhà đầu tư quốc tế, nói chuyện với lại những cái nhà đầu tư quốc tế thì cảm thấy là oh my god, mình sao cái khả năng của mình nó chưa có tới và mình về mình phải học thêm nhiều. Nhưng cái khó nó không phải nằm ở chuyện bán, mà cái khó nó nằm ở chuyện là mình scale up bản thân như thế nào để mình giữ cho cái quan hệ quốc tế đó nó được vững bền. Đúc kết cái ý mà chị Vân chia sẻ thì thứ nhất là theo cái em biết có đúng không nha, nhưng mà theo cái quan điểm của chị là thứ nhất các bạn trẻ muốn thành công là phải hợp lực. Không có ai giỏi hết. Chúng ta phải làm sao lôi kéo được những người giỏi ở những mảng khác nhau ngồi lại với nhau, làm gì được với nhau. Thì chỉ như vậy chúng ta mới có thể phát triển được. Thứ hai, chính từng bạn founder phải nâng cấp bản thân để có thể bán được công ty mình, hay nói khác là để có thể promote được cái hình ảnh công ty thông qua cái sự trưởng thành của bản thân. Tuy nhiên, cái ý chị Vân nói là chúng ta phải làm cả hai thứ cùng một lúc. Thì cái tin vui mà hôm nay chị Vân muốn chia sẻ với khán giả đó là cái chuyện này mình làm song song, có nghĩa là rất là nhiều khi á, Phi Vân mang cái thương hiệu và mô hình của những cái doanh nghiệp mà mình đã đầu tư vào đi bán trước, đi bán xong lấy cái áp lực đó quay trở ngược về đẩy vô cho team nói là mình bán rồi nha, bây giờ mình phải xây dựng nội lực của mình thiệt là mạnh nha mọi người, để khi mà mình đi ra mình trao cái khả năng này lại cho người khác, hay là mình trao cái thương hiệu cho người khác, thì người ta sẽ cảm thấy là cái đội ngũ này rất là đáng tin và sẽ cùng với mình phát triển thị trường vững bền được. Cho nên mọi người đừng có sợ. Đừng có sợ là cái này nó khó lắm chị ơi, cái này nó lâu lắm chị ơi, cái này nó đòi hỏi nhiều nguồn lực lắm chị ơi. Không phải. Mọi người sẽ làm song song. Và thường là mình đi bán trước rồi mình đem về mình bán xong mình có tiền á mọi người, mình sẽ đem cái tiền đó mình về mình đầu tư lại vô trong cái nội lực cho doanh nghiệp của mình. Thì đó là cái cách tốt nhất để những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình hiện giờ không có nguồn lực á, các bạn có thể làm như vậy để các bạn upgrade cái công ty của mình lên. Rồi thêm một cái ý nữa em cũng muốn hỏi để hiểu rõ hơn và giúp cho các bạn cũng hình dung. Thì rõ ràng như chị Vi Vân vừa rồi mới nói là cái việc là sử dụng cái hình ảnh của founder hoặc đội ngũ quản lý để có thể gia tăng giá trị thương hiệu. Tuy nhiên nó cũng cả hai mặt pro and con. Có những doanh nghiệp thì cái sự tương thích nó cao. Ví dụ như chẳng hạn như hình ảnh của chị Vi Vân đứng ra có thể promote trong một cái chuỗi làm đẹp. Nhưng nếu là em thì nhiều khi nó lại chưa chắc nó phù hợp. Thì rõ ràng nó cũng có một cái quan điểm là đôi khi cái thương hiệu cá nhân gắn liền với cái thương hiệu của cái mô hình kinh doanh của mình có thể nó là một, nhưng đôi khi nó lại không có đạt như vậy. Hoặc chẳng hạn như một thương hiệu thì mình phải nghĩ tới thời gian trường tồn là 100 năm hoặc nhiều trăm năm, trong khi con người thì nó ngắn hạn.
Vậy không phải ai cũng có thể có được cái hình ảnh giống như ông McDonald gắn liền với cái thương hiệu đó. Mà có những người chỉ gắn một cái giai đoạn. Thì với cái thử thách như vậy thì chị nghĩ coi cái vai trò xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân của founder, của đội ngũ quản lý với việc xây dựng thương hiệu của mô hình cũng như là của doanh nghiệp như thế nào? Câu hỏi này rất là hay. Bởi vì là khi bạn xuất khẩu mô hình và thương hiệu thì đầu tiên hết là bạn phải nói đến cái thương hiệu của cái công ty. Cái thương hiệu của cái mô hình. Cái đó là quan trọng nhất. Sau đó đó, cái hình ảnh thứ hai mọi người nhìn là người ta nhìn cái gì? Người ta nhìn cái hình ảnh uy tín của những người đứng đằng sau thương hiệu đó, là những người sẽ trực tiếp quản lý và hỗ trợ cho đối tác có thể phát triển tại các thị trường. Người đó có thể là người sáng lập, người đó có thể chỉ là một CEO làm thuê, hoặc đó là cái đội ngũ đứng đằng sau để hỗ trợ cho họ phát triển thị trường, chứ không nhất thiết đó phải là người sáng lập. Nên cái key ở đây mình cần phải quan tâm không phải là chỉ có ông founder ổng làm thương hiệu cá nhân, mà là cái đội ngũ đằng sau thương hiệu đó phải có một cái uy tín và cái niềm tin mang đến cho cái đối tác đầu tư của mình, thì như vậy cái thương hiệu đó mới phát triển bền vững được. Còn nếu nó chỉ dính dáng đến một người mà cái người đó không còn nữa thì cái thương hiệu đó nó cũng không phải là cái thương hiệu mạnh. Cho nên mình phải focus, mình tập trung vào xây dựng cái thương hiệu của mô hình, thương hiệu của doanh nghiệp trước. Cái đó nó mới là cái sức mạnh lớn nhất đối với việc xuất khẩu mô hình và thương hiệu. Và cái ý này cũng nhắc lại một cái phần mà nãy chị em mình có chia sẻ, là việc xây dựng thương hiệu bây giờ nó không chỉ có một đối tượng mà là nhiều đối tượng khác nhau. Đối với người tiêu dùng thì chúng ta xây dựng thương hiệu theo một cái cách, cái phương pháp nó khác. Thì đôi khi trong cái trường hợp đó là chúng ta chọn lựa cái hình ảnh của chủ doanh nghiệp, của đội ngũ quản lý, tùy thuộc vào tình hình mà chúng ta sử dụng cho nó phù hợp. Tuy nhiên đặc biệt đối với cái đối tượng thứ hai là những nhà kinh doanh hoặc nhà đầu tư thì cái vai trò nó quan trọng hơn, và thực chất nó cũng tạo niềm tin cho cái cơ hội thành công của cái mô hình kinh doanh. Thì đó là ý chị Phi Vân đã nói, để chúng ta hình dung được việc xây dựng một cái thương hiệu ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và có thêm một cái điểm nữa là khi nói tới xuất khẩu thì ngày xưa người ta hình dung tới cái việc là chúng ta tìm một cái nhà phân phối bên kia để chúng ta có thể đem hàng hóa qua để chúng ta bán theo mô hình truyền thống thương mại. Tuy nhiên với cái digital world hiện nay thì mọi thứ đã rất là khác biệt. Thì chị Vi Vân có thể chia sẻ giùm em cái cách mà cái hành trình xuất khẩu thương hiệu sẽ bắt đầu như thế nào, và đặc biệt là sử dụng những cái phương tiện trong cái thế giới digital. Đây là một cái điều mà Phi Vân nghĩ là hot nhất hiện nay cho doanh nghiệp và nhỏ nè. Là nếu mà mình nói cái cách làm truyền thống hồi đó tới giờ thì các cái quốc gia phát triển á, họ sẽ xây dựng thương hiệu và mô hình xịn hơn mình, giỏi hơn mình, và họ có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm hơn mình. Tuy nhiên khi chúng ta bắt đầu nói về kinh tế sáng tạo thì nó có một cái cửa sổ vàng nó được mở ra. Cửa sổ vàng này là mình hoàn toàn có thể xây dựng những cái mô hình nó được gọi là số hóa. Và như vậy đó thì khi mà chúng ta xây dựng và chuyển đổi mô hình thành số hóa một cái á, thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt kịp với tất cả những quốc gia và thị trường đã phát triển. Và mình cuộc đua này là cuộc đua cân bằng, ngang sức và vạch xuất phát giống nhau. Cho nên cái cửa sổ vàng này nó cực kỳ quan trọng, và bây giờ là lúc các bạn đang ở trong cái cửa sổ vàng đó. Nếu các bạn biết nắm bắt nó thì hoàn toàn các bạn có thể trở thành một cái tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn, go global như bất kỳ một cái ông lớn nào trên thế giới mà không gặp một cái cản trở nào cả. Làm sao cái cách duy nhất bạn có thể làm đó là bạn phải chuyển đổi mình thành một cái gọi là digital enterprise. Digital enterprise có nghĩa là doanh nghiệp số. Như vậy thì đối với việc tôi tiếp xúc với lại khách hàng đầu cuối và người tiêu dùng phải được số hóa. Việc tôi quản trị thương hiệu của mình với những nhà đầu tư, với những người mà mua thương hiệu của mình trên thế giới mà vận hành như thế nào phải được số hóa. Việc mà tôi quản trị nội bộ của doanh nghiệp của mình phải được số hóa, và tất cả những cái đó, tất cả data đó, dữ liệu đó nó phải gọi là thống nhất với nhau, và tất cả nó phải đổ về một cái mà Phi Vân gọi là data warehouse, tức là cái kho dữ liệu. Khi bạn có kho dữ liệu thì mình có dữ liệu lớn. Khi mình có dữ liệu lớn thì mình có cái hiểu biết về khách hàng và nhà đầu tư rất là chính xác. Rồi từ đó mình lại càng có thể sáng tạo ra nhiều mô hình mới, nhiều sản phẩm mới, nhiều cách làm mới, nhiều kênh tiếp cận mới.
và làm cho mình càng ngày càng cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Thì cái này nó là giống như là mỗi lần nói về chuyện này chị rất là hào hứng Quân, tại vì là cái cửa sổ vàng này nó đang rất là thuận lợi, và ở Việt Nam mình các bạn doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể làm chuyện đó một cách rất là dễ dàng để biến thành mình thành một cái doanh nghiệp số và xuất khẩu cái mô hình và thương hiệu số đó đi ra thế giới mà cân bằng ngang sức với lại các ông lớn. Nhưng mà khi nói tới cái thế giới công nghệ ấy, thì nó phát triển nhanh quá. Nó có quá nhiều cái thứ mới. Ví dụ như ngày hôm qua hôm kia mình mới thấy có AR, VR, thì bữa nay mình thấy có Metaverse, rồi những cái phiên bản tiếp tục nó phát triển. Thì với cái sự phát triển nhanh quá như vậy thì đôi khi không dễ dàng gì các doanh nghiệp có thể bắt kịp. Tuy nhiên á, nó có mấy cái điểm mà em muốn hỏi chị Phi Vân là có phải chăng đó là những cái chỗ mà các doanh nghiệp quan tâm hơn là chuyện chỉ nắm bắt theo những cái công cụ. Ví dụ như chẳng hạn như một trong những thứ mà trong cái công tác xây dựng thương hiệu, đặc biệt trên cái thế giới digital á, thì người ta nói cái trải nghiệm khách hàng. Thì với cái sự hỗ trợ của công nghệ thì mỗi cái doanh nghiệp phải làm sao phải tăng cái trải nghiệm khách hàng để từ đó có thể tăng thêm giá trị và thu được nhiều tiền như chị nói. Thì chị Vân có thể cho vài cái ví dụ để thấy rằng các cái mô hình kinh doanh mà dưới cái thời gian vừa rồi chị tư vấn, họ đã làm giàu cái trải nghiệm khách hàng như thế nào, và đặc biệt là hỗ trợ của công nghệ để giúp cái đó trở thành cái giá trị cộng hưởng và tăng thêm cho các doanh nghiệp. Thật ra mọi người nói về công nghệ và mọi người nói về số hóa Quân, là mọi người hay bị rơi vô cái trạng thái là nói về những cái từ khóa công nghệ hot trên thế giới như là AR hay là AI hay là blockchain. Nhưng mà mọi người phải nghĩ là khi chúng ta làm kinh doanh thì vấn đề là chúng ta giải quyết cái nút thắt nào hay cái vấn đề gì trong kinh doanh. Ví dụ chúng ta muốn tăng doanh thu hay chúng ta muốn tăng trải nghiệm khách hàng, suy ra chúng ta tăng được cái lòng trung thành của khách hàng đối với lại thương hiệu của mình, hay là chúng ta muốn tăng cái tương tác của khách hàng, thay vì trước đến giờ họ chỉ tương tác với mình một tuần 2 lần, bây giờ một tuần 5 lần, hay là họ tương tác với mình không phải chỉ ở cái cửa hàng vật lý mà còn ở trên online nữa để mình bán được nhiều hàng hơn. Thì cuối cùng cái mục tiêu mà chúng ta nhắm tới là mục tiêu về kinh doanh. Vậy thì chúng ta phải đặt bài toán kinh doanh trước. Rồi nếu như bài toán kinh doanh này được có thể được giải quyết bằng công nghệ thì chúng ta giải quyết bằng công nghệ. Còn nếu nó không cần công nghệ vẫn giải quyết được thì chúng ta vẫn đi giải quyết bằng cơm. Chứ chúng ta đâu có đi là đây đưa công nghệ vô trong doanh nghiệp của mình để rồi không làm gì hết, như là một cái công cụ chơi cho nó cool ngầu thì cũng không nên. Đó thì cái đó là cái gốc đầu tiên chị Phi Vân muốn nói. Cái thứ hai nói về trải nghiệm khách hàng thì tất cả những cái doanh nghiệp mà chị Phi Vân đầu tư vô đều phải làm một chuyện ngay từ khi mới bắt đầu. Đó là vẽ cái hành trình khách hàng. Tức là mình phải vẽ được cái bản đồ điểm chạm của khách hàng tại mọi thời điểm, cả online và dưới offline, để tại mỗi điểm chạm đó mình sẽ tạo ra những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình. Cuối cùng chắc nhờ chị Phi Vân có một cái góp ý một cách nó tóm tắt là đối với một doanh nghiệp Việt để chuẩn bị cho hành trình xuất khẩu mô hình kinh doanh và thương hiệu thì cần có những bước cơ bản cần phải chuẩn bị và lưu ý như thế nào để cái hành trình đó thành công một cách tốt nhất. Đầu tiên hết là các bạn có cái nhận thức rất là đúng về việc là chúng ta có thể xuất khẩu mô hình và thương hiệu với một cái giá trị cao hơn rất là nhiều so với việc chúng ta xuất khẩu sản phẩm hay là nguyên vật liệu. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ là vậy thì cái mô hình này để có với cái doanh nghiệp của chúng ta hiện tại, với cái tình huống và cái hiện hữu của mình, thì muốn xây dựng thành thương hiệu và mô hình để xuất khẩu được trên thị trường quốc tế thì chúng ta còn thiếu những cái gì. Nếu các bạn thấy mình thiếu cái khả năng thiết kế và xây dựng mô hình thì hãy đi tìm cái người đồng hành. Nếu các bạn thấy mình thiếu cái khả năng về tài chính, hãy đi tìm người đồng hành. Luôn luôn chúng ta sống trong một cái thế giới gọi là collaboration. Chữ cái chìa khóa ở đây là chìa khóa cộng tác. Không bao giờ chúng ta có thể làm một mình mà thành công trên cái hành trình rất là dài này cả, mà các bạn phải cộng tác với những người khác nhau để làm nên cái lịch sử mới cho các cái thương hiệu và mô hình của Việt Nam. Và cái thứ ba và cái cuối cùng mà Phi Vân rất mong muốn là chính cái người founder, những nhà sáng lập, những người chủ sở hữu, những người doanh nhân của chúng ta phải bắt đầu scale up bản thân mình trước. Chỉ khi chúng ta scale up bản thân, chúng ta trở thành những người có hiểu biết hơn, chúng ta nhìn thấy cái chân trời rộng hơn, chúng ta có tầm nhìn lớn hơn, chúng ta có một cái khả năng vận dụng nguồn lực của xã hội tốt hơn. Phi Vân nghĩ là cái cửa sổ vàng đó là bây giờ, và đây chính là lúc các bạn phải bắt đầu
trên cái hành trình đó. Hôm nay là ngày số 0 và hôm nay là ngày bạn bắt đầu cái hành trình của mình. Nếu bạn không bắt đầu có lẽ nó sẽ hơi trễ. Cho nên Phi Vân hy vọng là trong chương trình này và sau chương trình này, các bạn có thể đặt rất nhiều câu hỏi về cho chương trình. Hỏi thiệt nhiều, hỏi càng nhiều càng tốt. Và chúng tôi, những cái chuyên gia của chúng tôi trong chương trình sẽ hỗ trợ và sẵn lòng trả lời tất cả những câu hỏi đó để cho các bạn có thể bắt đầu ngày số 0 của mình một cách hiệu quả nhất.